Thì thấy cái hiệu ứng của mình ấy là tí nữa ta sẽ nói, kể cả bài ngày mai vậy, linh hồn là phải chân thành. Đấy. Mà quản trị như Hải, quản trị đám đông, ta nói nghìn lần ta vẫn nói linh hồn của đám đông là minh bạch và rõ ràng. Khi nó có cái vụ xét nghiệm kít thì nó cực kỳ nặng nề về lòng tin, bởi vì cái gốc của quản trị anh không làm minh bạch và công bằng. Nhưng mà hai chủ thể cá nhân thì cái gốc của hôn nhân, gia đình, tình yêu và bạn bè là sự chân thành. Nhưng chân thành bằng cách nào? Thì chân thành trên cơ sở đắc nhân tâm, tức là chân thành nhưng mà phải biết cách thể hiện sự chân thành. Cho nên tí nó có câu châm ngôn đó, tình yêu sẽ chết ngay nếu có sự dối trá, nhưng nó sẽ chết sớm hơn nếu nói thật. Cho nên là chân thành nhưng phải có nghệ thuật, nhưng tuyệt đối không mượn từ nghệ thuật để nói dối. Người ta vẫn không làm được điều đó, thành ra người ta chết thôi. Trong quản trị cái này là vướng nhất, cái gốc gác của quản trị là chỗ đó. Trong gia đình anh cũng vậy. Cho nên là cuối cùng là phải đạt được cái chỉ số đó thì mới bền được, nếu không xác định nguyên tắc ngay từ đầu. Đấy. Mà nói thế nào thì nói người ta vẫn không nghe. Cho nên là cứ xa nhau thì thơm, mà gần nhau thì thối. Xa mà gần mà thơm thì đó mới là tài nghệ. Mà khi tôi đã nói như vậy thì bất kể tôi livestream cái gì thì nó cũng sẽ là con số đông. Nhưng mà ở đây tôi chưa tiết lộ, chứ ngày hôm qua là những cái hợp đồng lớn nhất của toàn tầm quốc gia về tôi phải xử lý, và họ yêu cầu tôi là làm ngay tại trước Tết này. Những kẻ lừng lẫy nhất rồi cuối cùng ngang tàng nhất rồi cũng phải lụy đến tôi. Thì tôi tự hào thì tôi nói chứ có sao đâu. Nhưng mà nó phải dựa trên cái nền tảng ấy. Nhưng mà tôi biết là tuổi các anh khó xoay sở lắm. Cho nên người nào mà vượt lên chính mình được, chạy đua với chính mình được thì kẻ ăn. Đừng đua với thằng ngồi cạnh màn hình mình. Hãy đua với chính mình. Vì cái thằng khốn nạn nhất cuộc đời chính là thằng mình. Người ta vẫn không hiểu, người ta vẫn cứ dầu mỏ, người ta lý luận, cho nên người ta chết. Cỡ như Phan Quốc Việt thì biết cái mẹ thì danh con 40 tuổi hùng hục như con trâu. Người ta có ăn, người ta có thổi, người ta cũng phải có kiến thức mới ăn cắp được. Ăn cắp vẫn cũng phải có nghề, chứ đâu có phải chơi một cách ngây ngô thế được. Tiền ăn cắp mà chuyển khoản qua ngân hàng thì không thể tưởng tượng được, tôi nói thật. 7 đặt xong ngồi lý luận. Thì càng về sau thì anh mới càng thấy tại sao nó sinh ra khoa học nhân sự. Cái lòng người nó kinh khủng lắm. Em hôm nay cũng xin phép chia sẻ với thầy hai điều đầu năm mới. Ừ. Bởi vì đúng là từ cái live stream vừa rồi của thầy và cái chuyên đề của thầy vào ngày mai, thì em càng cảm nhận thì cái tâm huyết của thầy dành cho giới doanh nghiệp nó cao ở mức độ này như thế nào. Và đúng. Một điều nữa là hôm vừa rồi là em có ngồi với một anh ở quản lý cái nhân sự cấp cao của tập đoàn Samsung ấy, thì em lại càng cảm nhận thấy những toàn bộ cái tri thức của thầy đưa về và các cái tập đoàn này họ áp dụng rất đúng là tri thức của thế giới thật sự, và tất cả những cái mà em được học từ thầy em cũng thấy nó rất gần với cái những điều đó. Cho nên tôi mới giảm thường, tôi lắm lúc tôi giả bộ tôi cho các anh thảo luận thôi, chứ còn thâm tâm thì tôi bảo tôi không tranh luận với các anh. Thì nghe rất là láo, nghe rất là ngang tảng, nhưng rất tiếc nó không đủ thời gian để tranh luận nữa. Cho nên là anh hãy tin tôi và anh vận dụng đi thì anh ăn, kể cả đường đời luôn. Đấy. Thế nghe chân thành quá, đôi khi cái người nhận thức không tới ấy. Nhưng rất may là lớp mình được thanh lọc rồi, cho nên là các anh chị có thể cảm nhận được. Chứ còn áp dụng tới đâu là ăn tới đâu. Đấy. Cho nên tí nữa tôi sẽ cho anh một loạt các châm ngôn của cái buổi sinh hoạt này. Nhưng trong đó có một câu châm ngôn: loài người nó chỉ có hai loài thôi. Một loài làm được việc, từ đời đế chế La Mã nó tổng kết rồi. Còn một loài nữa là loài tuyên bố làm được việc. Không có loài thứ ba. Và nó gạch ngang một cái. Loại một rất ít. Vậy thì cái loại mà làm được một cái việc là giữ được con vợ, gia đình êm ấm,
làm được một đồng bằng năng lực của mình cực ít. Còn một loại là tuyên bố là tỷ phú thì cực nhiều. Vì loại một rất ít. Khi anh thấm cái đó gì, anh nhìn tất cả những thằng đối diện ấy. Cho nên tự nhiên mình học xong ấy, sức mạnh trong người nó vĩ đại lắm. Bởi vì cái thế mình nhận thức được rồi nó vững lắm. Chứ mạnh đâu có phải là ví mình với cả Rambo rồi. Ví mình với cái xe tải được sau lưng anh đâu. Không phải. Có cái điều tao cũng muốn bộc lộ thôi, chứ còn sức mạnh nó nằm ở đó. Đấy, nó có những cái châm ngôn nó phải thuộc lòng, không nhận thức được. Thì ngồi trước mặt toàn loại tuyên bố làm được, chứ còn loại làm được cực ít. Vậy thì khi tôi thấy anh làm được thì không có lý gì mà tôi không cúi xuống chân anh và tôi liếm giày anh, tôi cũng làm. Anh cứ tin tôi đi. Nể sát đất luôn. Nó sòng phẳng lắm, nó rõ lắm. Vì tính tôi là đen và trắng, chứ không có nhờ nhờ ở đây với tôi. Đằng này cái dầu mỏ nó ngu, cũng thích lý luận. Đấy, hay lắm. Thế cho nên tôi đã đụng lên tôi lại chìm là bị ép lắm, tôi mới làm ấy. Để tôi thuyết phục cái rất quan trọng. Thì sau đó tôi nhận về 50.000 người thì người ta đưa về cho tôi. Em là toàn là tránh văn phòng của các cái công ty lớn ấy nhé. Đều xem clip của thầy và đều vận dụng và đều phản ánh qua bọn em hết. Và cái điều đó là bình thường. Còn một tí nữa anh thích tôi đọc cho anh. Viết khủng khiếp lắm, trên tin nhắn họ mò được điện thoại. Bác Hồ là người nêu, anh là người thực hiện. Anh bằng mọi giá anh phải sống. Anh làm tôi bảo là cảm ơn anh chúc Tết tôi, Tết dương lịch mà. Anh nói hơi bị quá lời. Mà ông ấy 70-80 tuổi, tôi không hề quá lời. Tôi là người có học, tôi người có chức vụ. Kinh khủng lắm. Cho nên nếu mà tôi cảnh giác là liệu họ có nói quá hoặc họ chả có động cơ gì để nó nói quá cả. Đến cái tuổi nào đó anh sẽ thấy tri thức nó là sức mạnh mà không có chết. Ở trong lớp mình có một bạn trẻ, bạn nhắn rất là thực tế. Nhà em mà cháy nhà, em thề với thầy, cái đầu tiên em chỉ cắp mỗi cuốn sách mà em ghi được rồi em chạy thôi. Nó một phát nó nói vậy, nhưng tôi tin cái cảm xúc của nó. Thì cái điều đó thì tôi phải cố phân biệt xem người ta xã giao với tôi bao nhiêu phần trăm, người ta nói thật bao nhiêu phần trăm, cái bối cảnh người ta nói nó bột phát ra thì nó mới thật. Thì khi tôi phân biệt được thì ở trong trường mực đó thì anh cho phép tôi tự hào với à, nhưng khi tôi nói hơi quá lên tí thì nó từ cái gốc nó mà ra. Chứ còn tự điều chỉnh mình hết, tự hiểu mình hết, chứ không phải tôi ngộ nhận đến mức mình quá vĩ đại đâu, không phải. Nhưng nếu có một cái vĩ đại thì phải thừa nhận là tôi có chí tâm rất là to trước khi nói chuyện chuyên môn. Đấy. Ví dụ như là cái bài ngày mai tôi thuyết phục và những cái cuốn sách tôi viết thì ngày mai trong tuần này là tôi đâu bố trí là mấy mốt chẳng hạn. Họ bảo cho tôi điều chỉnh một tí. Tôi sẽ biến nó thành sách đọc mà tất cả các tập đoàn sách lớn nhất. Mà cái cuốn tôi viết thì nó có cái gì ghê gớm đâu. Nhưng nó nằm ở trong đó cái sự chân thành. Cho nên họ biến thành sách. Sách viết hiện nay là tôi bán hết các đợt in rồi. Và đợt cuối cùng in tiếp. Mà trong cái đó bây giờ nó chuyển sang sách đọc. Thì sách đọc hiện nay là bạn đọc nó yêu cầu rất là gấp. Đặc biệt là cái dịp Tết này. Cố áp dụng như thế là nó tốt, đúng không? Đấy. Thế này đúng là những cái câu mà thầy nói thì chỉ học từng chưa được một mà nói rồi. Ví dụ như cái từ thầy đang hay, đúng là thầy gọi chữ của bọn em minh chứng và phù hợp. Sau đó có lẽ một cái từ kiên cường. Chỉ sao nữa, tí tôi sẽ giải thích. Còn người ta cứ nói người ta không hiểu thế nào là phù hợp. Người ta không hiểu thế nào là công nghệ. Tí nữa tôi sẽ nói chuyện công nghệ. À ngày mai quên. Người ta không hiểu thế nào là kiên cường. Mà mỗi cá nhân kiên cường thì khi nào kết hợp lại thì thành một dân tộc Việt Nam kiên cường. Mà khi đã có kiên cường thì có 10 lần Covid cũng là cái đinh. Linh hồn nó nằm ở đó. Thích học nhưng lại giấu dốt. Vậy thì nó là cái chân lý không cãi nhau nữa. Vì người ta đem người ta dính đòn người ta chết. Cho nên học lói mắt ra đã, thử nghiệm lại đã, rồi hãy tranh luận. Có biết gì đâu mà thầy cho em phản biện, mày biết gì mà biện. Biện chưa đủ mà đòi phản. Đấy. Nó kỳ công lắm. Tâm sự với anh thế, hôm nay cà phê cho nên tôi nói nó không bài bản. Vì cái quyền của
Cái tôn chỉ cà phê là được nói cái đó. Nói đời thương mà. Thì đấy là anh vận dụng, anh là cái loại khó tính mà cuối cùng tôi thu phục được anh, tôi mới khoái. Trường Doanh Nhân PR.